bà Phương Hằng tuyên bố dừng cuộc chiến, Trấn Thành, Thủy Tiên thoát nạn. Thông qua fanpage trợ lý, bà Phương Hằng chính thức thông báo dừng mọi cuộc chiến để bảo vệ bản thân. Suốt 6 tháng kể từ vụ kiện trăm tỷ với thần y Võ Hoàng Yên, bà Phương Hằng làm cộng đồng chao đảo khi lần lượt bóc tách những góc khuất showbiz. Trong đó, ồn ào liên quan đến nghệ sĩ làm từ thiện và vụ sao kê đang là chủ đề nóng thu hút đông đảo người xem. Tuy nhiên, khi cuộc chiến đang vào giai đoạn pháp lý thì mới đây, nữ đại gia U50 bất ngờ tuyên bố rút lui. Bà Hằng khẳng định, những việc mình làm từ trước đến nay đều vì mục đích cống hiến cho xã hội. Nhận thấy sứ mạng mình đặt ra trước đó đều đã hoàn thành. Vì vậy, đây là lúc thích hợp để pháp lý thực thi nhiệm vụ, trả lời câu hỏi đúng sai mà dư luận đang băn khoăn. Theo lời vợ ông Dũng Lò Vôi, sở dĩ mình chọn cách rút lui là để bảo vệ bản thân, gia đình, đặc biệt là quỹ Bổ Tim mà hai vợ chồng tâm huyết gây dựng. Trong tâm thư, bà Phương Hằng cho biết thêm, 2030 sẽ là mốc thời gian cuối cùng mà đôi vợ chồng dùng tiền kinh doanh của công ty để duy trì quỹ Hằng Hữu, đồng thời chấm dứt mọi hoạt động thiện nguyện. Sau khi bài viết được đăng tải, về ủng hộ đại gia Bình Dương tỏ ra tiếc nuối khi mọi chuyện vẫn chưa minh bạch. Tuy nhiên, một bộ phận khán giả lại phấn khích khi từ đây mạng xã hội đã chấm dứt các buổi livestream bóc phốt chửi rủa. Phía dưới bài viết, hàng nghìn bình luận không ngừng chúc mừng Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Thủy Tiên vì từ nay đã thoát được đại nạn. Nguyên văn bài viết của bà Hằng. Tâm thư. Kính gửi tất cả quý vị cộng đồng mạng trong và ngoài nước, Nguyễn Phương Hằng tôi xin được chia sẻ đôi lời. Chuyện đến đây đã có thể chấm dứt. Ròng rã chiến đấu không ngừng suốt 6 tháng qua. Nguyễn Phương Hằng tôi thật sự là một người phụ nữ đơn độc trên hành trình đi tìm lại giúp cộng đồng những sự thật và chân lý. Tôi đã hoàn thành tất cả những sứ mạng mà tôi đặt ra trước đó. Kể từ thời điểm này, những người liên quan đến pháp lý thì hãy chờ pháp lý vào cuộc. Nguyễn Phương Hằng tôi cũng có cuộc sống của riêng mình, cũng có những sở thích của riêng mình. Tôi cảm thấy cuộc chiến này tôi trải nghiệm bấy nhiêu là quá đủ. Kể cả khi vợ chồng tôi đã hết lòng cho đi tất cả, chúng tôi vẫn không thể tưởng tượng được những gì mà chúng tôi nhận được lại đầy những toan tính hẹp hòi và những cuộc tấn công bất chấp. Để bảo vệ cái tâm thiện nguyện của chúng tôi, sự an toàn của gia đình tôi chọn dừng lại câu chuyện này, cũng như dừng lại mọi hoạt động thiện nguyện của Quỹ Hằng Hữu từ ngày 31 tháng 12 năm 2021. Chúng tôi sẽ ngừng thực hiện tuyên bố sẽ tài trợ toàn bộ lợi nhuận cho quỹ Bổ Tim đến năm 2030. Chúng tôi chọn dừng câu chuyện drama này ở đây và dừng quỹ thiện nguyện. Câu chuyện về lòng tin sẽ là câu chuyện của riêng mỗi người và pháp lý sẽ minh chứng cho tất cả. Còn riêng tôi tuyên bố dừng lại và có thể đêm nay là buổi livestream cuối cùng của tôi vì sự thật đã quá trần trụi và minh bạch trước công chúng qua những gì tôi làm. Những gì tôi muốn nói tôi đã nói, những gì tôi muốn làm tôi đã làm. Trong suốt một hành trình không dài cũng không ngắn, tôi đã trải nghiệm quá nhiều và thấm thía rất sâu hai chữ từ thiện. Mọi thứ tôi xin được trả về cho cộng đồng. Tôi xin cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ mình và xin chúc cho tất cả quý vị sẽ luôn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Nguyễn Phương Hằng. Trong livestream tối qua, bà Phương Hằng còn xéo tên danh hài Việt Hương, yêu cầu nữ diễn viên và chồng phải sao kê tiền từ thiện. Bà Hằng cho biết, chỉ cần Việt Hương dám lên tiếng phản pháo thì ngay lập tức mình sẽ có chiêu ứng phó. Yên tâm, chị sẽ lột trần trụi con Việt Hương ra cho khán giả biết. Yên tâm từng em một, bữa nay gửi lời đến Việt Hương với ông Đoàn Ngọc Hải, tôi sẽ chứng minh cho quý vị thấy rằng những con người này đi làm từ thiện thật hay giả. Và có một điều, Việt Hương, mày có phản động không Việt Hương? Mày lên livestream mày tru tréo tao nghe thử coi Việt Hương. Mày lập tức lên YouTube mày phản đối tao đi, tao sẽ có một bài kết luận về mày. Việt Hương, tao chính thức kêu tên mày đó, mày với thằng chồng mày lên đi, la làng lên bà Hằng vu khống tôi. Mày quyên góp tiền như thế nào, mày làm ra làm sao, mày muốn tạo niềm tin trong lòng công chúng phải không? Tụi bay có những vỏ bọc cực kỳ thú vị, tao nhìn ra hết. Đây cũng không phải là lần đầu bà Phương Hằng chia sẻ những uất ức khi dám đứng ra vạch trần cái xấu. Trong buổi livestream hồi tháng 5, Tổng giám đốc Đại Nam buồn bã vì con gái út bị lượng anti-fan tấn công gay gắt, làm bé có suy nghĩ tiêu cực về việc mẹ đang làm. Tôi đang rất là tiết chế, còn những lời thách thức tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào. Thông qua cái buổi hôm nay thì tôi cũng thông báo đến quý vị là Phương Hằng tôi cũng đã rất là ổn định. Như anh Dũng đã nói rồi, gia đình chúng tôi bị tấn công đủ phía hết. Nhất là đứa con gái lớn của tôi hiện nay, nó bỏ học rồi, nó bị trầm cảm, nó đóng cửa ở trong phòng. Đó là một trong những điều mà tôi đau lòng nhất khi mà con gái của tôi cảm thấy bị tổn thương. Cháu mới 15 tuổi, sắp lớn mà cũng chưa lớn. Đối với cháu, đây là một giai đoạn rất là khó khăn, cho nên trong cuộc chiến nào cũng có thương tích hết á quý vị. Tôi từ nạn nhân này cho đến nạn nhân kia. Con gái tôi trách móc tôi rất là nhiều, thậm chí là nó khóa cửa phòng, không tiếp xúc với tôi. Nó cảm giác mẹ không phải là người tốt. Tại sao mẹ để người ta tấn công mẹ? Tại sao họ có thể nói những lời? Nói chung là cuộc chiến nào cũng có thương tích hết, bà Phương Hằng cho biết. Tôi rất buồn, tôi khóc nức nở vì giọt nước tràn ly, tôi sụp đổ và tôi đã khóc. Tôi cảm ơn mọi người, bữa trước đã uống rượu cùng tôi, khóc với tôi, thổn thức theo tôi và cảm được tôi. Sau những câu chuyện như thế này, tôi thấy mình trưởng thành lên rất nhiều. Tôi tự hỏi tôi có nên tiếp tục nữa không? Bà chủ Đại Nam xót xa.